Giới thiệu với chị cái sảnh của villa nhé. Đây là cái cửa phụ này. Đấy. Có cái bàn để tiếp khách này. Để uống cà phê này. Xong sau đó là có cái quầy bar này. Để phục vụ khách như là đặt phòng này. Đồ uống này. Và búc đồ ăn các kiểu này. Và có cái bàn cà phê này. Rất là đẹp này. Đó. Và đến đây thì có những cô gái, những chàng trai, những vợ chồng trẻ book phòng rất là ok. Đấy, từ trong cái sảnh của villa thì mình có thể nhìn ra được khu du lịch là Tam Cốc Bích Động. Đấy, nhìn ra bên ngoài rất là đẹp. Ở sảnh khách sạn, ở sảnh resort này thì cũng có đầy đủ TV và anh em đang ăn ở tham quan resort đây. Ngồi trong sảnh của resort mình có thể nhìn ra được cái bể bơi rất là đẹp. Đây là cái mẫu phòng resort 2 tầng. Đấy, mình ngồi trong cái resort này thì có bể bơi. Sau khi bơi thì mình lên mình tắm nắng. Rất là đẹp. Cái mô hình resort này khá là hấp dẫn và thu hút được khách. Đó, rất là đẹp. Đây là trung tâm, đây là cái sảnh tiếp khách nhé. Đấy, còn đây là trung tâm, là cái bể bơi. Trung tâm là cái bể bơi này. Và xung quanh cái bể bơi này chính là các cái căn hộ, các cái khu phòng 2 tầng, thiết kế bố trí cũng khá là đẹp. Đấy mọi người nhé. Đây mình sẽ review chi tiết trong một cái phòng của cái resort này. Thì đầu tiên là mình thấy là có cái cửa ra ban công phía sau này. Đấy, có cái nhà vệ sinh và có cái cửa kính và lấy rèm là tắm ở bên trong, bên ngoài nhìn được, mà tắm ở bên trong thì nhìn được bên ngoài, mà bên ngoài nhìn được bên trong, rất ok. Và có cái cửa sổ rèm rất là đẹp. Đèn ngủ. Đấy, tủ vân vân, và có cái cửa sổ nhìn xuống bể bơi, và đây là cái cửa chính của cái phòng resort này. Đấy. Thế thì mô hình thì là cái giường rất là đẹp, cũng trải đệm nhưng trên kết cấu là tre. Đấy, đây là cái phòng mà đôi 4 người ở. Đấy, cái phòng đôi 4 người ở đây nhìn cũng rất là hấp dẫn. Đây, đây là cái đèn ngủ này. Đây là thiết kế che trúc này. Đó, nhìn ra được resort này. Các cái phòng bên cạnh này. Nhìn ra phòng bên cạnh này. Đó. Thì có cái bàn uống nước rất là đẹp này. Cũng có đầy đủ TV, giá treo quần áo này. Đây, đứng cửa cửa phòng này mình nhìn sang được các cái phòng khác. Đấy, nhìn được xuống bể bơi này. Đấy là không gian của trong phòng này. Đây, có đây không gian trong phòng đây. Đấy, có cửa ban công này, rất là đẹp. Thì trong cái phòng này thì có điều hòa đầy đủ này, quạt, TV này, giá treo quần áo này, bộ bàn uống nước này, tủ kệ này, giường này, đầy đủ cả. Giá để giày này, đấy là cái một cái mô hình thiết kế. Thì ở đây cũng là đóng ngắt điện bằng khóa này, khóa cửa. Đấy, quay cho anh em nhìn thấy này.
khá là bắt mắt. Đấy, từ trong phòng có thể nhìn sang được nhà vệ sinh. Đấy, trong cái phòng resort này ở tâm trạng rất là thoải mái, rất là thích. Anh em ở đây tâm trạng rất là sướng, được ngắm view, được ngắm cảnh rất là khoái. Khoái. Còn mình có máy tính, còn cậu kia cầm thôi. Đấy, ngắm view rất là đẹp. Rất là khoái, đúng không? Khá là đẹp, đúng không nào? Đấy, ở trong cái resort như này mới thích này. Đấy. Đấy, ở trong một phòng resort đây. Ngắm view ra đây đây. Đấy, đang ở cái tầng 2. Phòng bên này cũng vậy. Bây giờ mình xuống. Nhìn ra được ngắm núi. Tam Cốc Bích Động. Đấy. Mình đi xuống đây. Nhìn toàn cảnh resort đây. Rất là đẹp. Bể bơi. Nước trong xanh. Khá là ok. Đây là phòng đôi. Phòng đôi ở tầng 1 của resort đây. Thì thiết kế bố trí cũng tương tự như ở phòng tầng 2. Rất là đẹp. Ở cái căn phòng này thì nó có hai cái là nó view bể bơi. Rất là đẹp. Đẹp luôn. Đó. Đây là phía bên hông của resort này, thì cũng là các cái resort bên cạnh nên rất là đẹp. Với đường của resort, ô tô đỗ trước cửa không phải nghĩ này. Thì đây là mặt tiền của resort này. Khách đang vào rất là đông này. Đấy, resort Minh Thu này rất là đẹp. Đấy, là ở đây nó có các cái dịch vụ như là mình có thể dùng xe đạp để mình tham quan khu Tam Cốc Bích Động, thành phố này. Đấy. Anh em đang tới thăm resort này. Đó. Đấy, đây là cái quầy spa này. Rất là đẹp. Rồi, thank you anh em. Bye bye.